Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đã qua đi với bao khó khăn thách thức trước tác động trực tiếp sâu rộng của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội. Kế thừa kết quả của những năm trước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, sự điều hành tập trung quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân Tỉnh Nam Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp đón năm mới Tân Sửu 2021, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những kết quả nổi bật mà tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2020, những mục tiêu, giải pháp và những vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, xin chào đồng chí à, rất cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định à, trong ngày đầu tiên của năm mới năm Tân Sửu 2021. À thưa đồng chí, trong năm 2020 được cho là năm rất là khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. À, vậy đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định trong năm qua? À, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong điều kiện vô cùng khó khăn. Thiên tai diễn biến bất thường, đặc biệt là đại dịch Covid đã ảnh hưởng sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Đời sống của nhân dân thì bị đảo lộn, sản xuất kinh doanh thì bị đình trệ. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự điều hành quyết liệt của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thì kinh tế xã hội của tỉnh vẫn ổn định và phát triển. À, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh là một trong 16 tỉnh là tăng trưởng trên 5%. À, thu ngân sách thì lần đầu tiên là cán mốc 6.000 tỷ đồng. À, xuất khẩu là chúng ta đạt con số là 2,2 tỷ đô la Mỹ. À, vốn đầu tư xã hội là tăng trưởng là 16,5%. À, và kết thúc năm 2020 thì tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đã đặt ra là đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nổi bật trên một số lĩnh vực sau. Một ý, là thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ ban ngành về công tác phòng chống đại dịch COVID. Và đến giờ phút này ý, thì chúng ta khẳng định rằng là tỉnh Nam Định đã cùng với các tỉnh trong cả nước đã thực hiện tốt cái công tác phòng chống đại dịch Covid và thể hiện là là đến giờ phút này tỉnh là chưa ghi nhận một ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Để đạt cái mục tiêu tăng trưởng kép là vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta đã có những chính sách triển khai những chính sách để ủng hộ để giúp đỡ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid và giúp đỡ các hộ gia đình mà bị ảnh hưởng về Covid và chúng ta đã chi trả là trên 300 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng chính sách bởi cái đại dịch Covid. À, vấn đề thứ hai ý, là nông nghiệp của tỉnh là tiếp tục có tốc độ tăng trưởng ấn tượng với 3,1%. trăm à, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu là tiếp tục là được quan tâm chỉ đạo lãnh đạo. À, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được Bộ Nông nghiệp đánh giá là một trong năm tỉnh đứng đầu trong toàn quốc. Vấn đề thứ ba, ấy, năm 2020 thì chúng ta đã hoàn thành những quy hoạch lớn như là quy hoạch điều chỉnh của thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch khu ninh cơ đã được chính phủ phê duyệt là cái khu vực kinh tế biển trong của quốc gia. À, thứ tư là các công trình trọng điểm thì được quan tâm và đầu tư à, một số công trình trọng điểm đã hoàn thành à, như là cầu Thịnh Long như là khu lưu niệm của tổng bí thư Trường Chinh à, khách sạn thông minh ở phường Hòa Triệu, thành phố Nam Định à, chúng ta cũng đã khởi công một số công trình trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển à, kênh núi đáy Ninh Cơ vân vân à, thứ năm ấy, là công tác cải cách hành chính tiếp tục à, được cải thiện cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cấp độ 4 ý, là một trong ba tỉnh đứng đầu trên toàn quốc. Và đây cũng là cái tiền đề để chúng ta thu hút đầu tư. À, thứ sáu là văn hóa xã hội tiếp tục có những bước phát triển. À, giáo dục đào tạo tiếp tục dẫn đầu trong toàn quốc về điểm trung bình thi tốt nghiệp phổ thông trung học. À, kỳ thi Olympic quốc tế thì chúng ta đạt một huy chương vàng. Toán quốc tế thì chúng ta cũng đạt một huy chương đồng. À, thứ bảy là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vậy xin đồng chí cho biết, các chỉ tiêu kinh tế mà tỉnh Nam Định không đạt trong năm 2020 ấy, thì do khách quan hay là chủ quan mang lại? À, năm 2020 ấy, thì có 3 chỉ tiêu về kinh tế mà chúng ta chưa đạt các đặt giá. Đó là tốc độ phát triển kinh tế, tốc độ phát triển công nghiệp và tốc độ phát triển dịch vụ. Thì nguyên nhân cơ bản ba chỉ tiêu này không đạt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid, ảnh hưởng đến sản xuất khối công nghiệp cũng như là kinh doanh dịch vụ của cái khối thương mại. Thưa đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nam Định, trong năm 2021 được dự báo vẫn là năm còn nhiều khó khăn thách thức. Vậy xin đồng chí cho biết tỉnh Nam Định sẽ tập trung vào những cái vấn đề như thế nào để biến những khó khăn thách thức thành cơ hội để tỉnh Nam Định phát triển. À, năm 2021 là năm đầu tiên để chúng ta thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cũng như là năm đầu tiên mà chúng ta thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Ở trong một cái điều kiện còn rất nhiều khó khăn, à, đặc biệt là đại dịch Covid thì vẫn diễn biến rất là phức tạp. thì để hoàn thành và hoàn thành vượt mức à, các chỉ tiêu của năm 2021 tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 2025 thì tỉnh sẽ tập trung và chỉ đạo một số những nội dung như sau. Thứ nhất ý, là chúng ta tiếp tục không nơ là mất cảnh giác chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch Covid vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề thứ hai ý, là tỉnh sẽ tập trung để xây dựng các nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề để thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 như là nghị quyết về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu, nghị quyết về cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nghị quyết về phát triển kinh tế biển, nghị quyết về xây dựng thành phố Nam Định, vân vân. nội dung thứ ba là tỉnh sẽ tiếp tục để hoàn thành cái quy hoạch tỉnh à, giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2050, à, trong đó ý, là chú ý là tích hợp các quy hoạch giao thông, quy hoạch phát triển khu, à, cụ công nghiệp để tạo tiền đề, để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư. À, nội dung thứ tư ý, là tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn à, về đầu tư tại tỉnh Nam Định à, theo quy hoạch đã được duyệt, đặc biệt là khu vực ven biển và khu vực thành phố Nam Định. Để khu vực huyện À, Thứ năm ấy, là quan tâm chỉ đạo để xây dựng các công trình trọng điểm như là tiếp tục để xây dựng tuyến đường trục, tuyến đường ven biển, làm thủ tục để khởi công một số cái công trình trọng điểm như là bệnh viện đa khoa tỉnh, nập thủ tục để chuẩn bị đầu tư để trường phổ thông trung học chuyên liệu phong ra địa điểm mới, rồi trụ sở thành ủy, ủy ban dân thành phố vân vân sáu là phát triển văn hóa y tế giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh như là y tế giáo dục và đặc biệt là giáo dục thì, thì dứt khoát là phải tiếp tục dẫn đầu toàn quốc về phong trào giáo dục thứ bảy là chúng ta vẫn phải đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để tạo tiền đề để thu hút đầu tư cũng như là đảm bảo cái cuộc sống của nhân dân được bình an nhân dịp năm mới thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến các mẹ Việt Nam anh hùng các gia đình liệt sĩ các đồng chí thương binh bệnh binh các đồng chí não thành cách mạng các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa và đông đảo người con quê hương Nam Định sống ở mọi miền tổ quốc cũng như là toàn thể quân và dân tỉnh Nam Định một năm mới sức khỏe an Phang và thịnh vượng Vâng Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn ạ.